Các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRope uy tín ở chất lượng hai cái nhóm này. Chỉ ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo iRope thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ để chúng ta tham gia vào cái danh sách 700 tài khoản ăn chia 2.000 cái token 2.000 USDT nhé. Thì mỗi tài khoản sẽ nhận được 2,5 USDT. Và các bạn lưu ý cho mình là có 700 tài khoản nhận ngẫu nhiên nhé các bạn, chứ chứ không phải là ai cũng nhận được nhé. Cho nên là các bạn lưu ý cho mình cái kèo này, thì ai có thể tham gia được thì chúng ta tham gia nhé. Rồi sau khi chúng ta kích vào cái link mình để dưới phần mô tả thì các bạn bấm vào nút Start, sau đó thì các bạn hãy nhập cái mã captcha cho mình. Rồi ở đây thì nó nhắc lại cái thông tin kèo cho chúng ta để chúng ta nắm được. Các bạn bấm vào kết nối. Và tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Bạn follow Twitter cho mình. Các bạn kéo lên nhé, các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Các bạn quay trở lại bot, chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chia sẻ lại cái bài này nhé. Ở đây thì các bạn tăng 3 người bạn cho mình. Rồi, các bạn bấm trả lời. Rồi, tiếp theo các bạn là mở lại cho mình cái app Twitter cho mình. Rồi, ở đây các bạn bấm vào avatar, các bạn bấm vào hồ sơ. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có cái bài chúng ta chia sẻ ở đây. Rồi các bạn bấm vào nút. Cái này nó nhảy mất rồi. Được rồi, tí nữa mình sẽ lấy sau nhé. Các bạn hãy quay trở lại chúng ta follow Twitter, join vào nhóm Telegram nhà phân phối kèo iDrop này. Sau đó thì các bạn quay trở lại chúng ta follow Twitter của nhà phân phối kèo iDrop. Ở đây thì các bạn bấm follow nhé. Đấy, ở đây các bạn bấm tìm bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ quay trở lại cái phần nhiệm vụ, chúng ta bấm submit. Tiếp theo các bạn bấm done. Ở đây thì cái yêu cầu mình gửi cái link trang cá nhân Twitter nhé. Thì các bạn mở lại cái app Twitter cho mình. Các bạn bấm vào ta này, các bạn bấm vào hồ sơ. Ở đây các bạn bấm vào ba chấm. Tiếp theo các bạn bấm vào nút chia sẻ cho mình. Đây các bạn bấm sao chép cái link nhé. Rồi các bạn dán link trang cá nhân của các bạn vào đây. Rồi sau đó thì các bạn bấm đôn, bấm nhiết. Ở đây thì yêu cầu mình gửi cái địa chỉ ví Polygon Matic thì các bạn có thể lấy ở trên cái ví chốt Wallet hoặc là MetaMask đều được nhé. Ở đây nó ghi cũng rất là rõ rồi. Trên cái ví chốt các bạn chọn cho mình cái Matic Polygon. Nếu ở đây trong cái ví của các bạn không có Polygon ấy thì các bạn bấm vào hai cái gạch ở trên này. Các bạn gõ chữ Matic cho mình. Nó sẽ ra cái đồng Polygon ở đây. Các bạn bấm nhận, các bạn bấm sao chép. Sau đó thì các bạn dán cái địa chỉ ví Polygon của các bạn vào đây cho mình. Rồi như vậy là nhiệm vụ chúng ta đã xong nhé. Các bạn copy cái link này chúng ta chia sẻ cho các bạn bè. Thì ở đây thì nó có ghi rõ là top sẽ top top 50 người giới thiệu nhiều nhất thì sẽ nhận lên đến 5 USDT nhé. Rồi ok, cái video chia sẻ cái kèo iRope tham gia vào danh sách 700 người nhận ngẫu nhiên ăn chia 2.000 token USDT và các bạn có thể nhận đến 2,5 USDT đến từ cái dự án này. Xin được dừng phép dừng cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nhé.